Mọi người nghe âm thanh rõ chưa? Xin chào tất cả mọi người nhé. Sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi thì hôm nay cũng nhiều bạn học viên của tôi thì là cũng là giáo viên, cũng chúc các thầy cô sắp đến ngày gọi tôn vinh thầy cô giáo rồi thì tôi sẽ hướng dẫn bài bài ca người giáo viên nhân dân. Bài này là khá là hay, cũng ít thấy nhiều người kêu là nó khó, nhưng thực ra nó không 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 khó lắm nhé. Bài này thì tôi sẽ hướng dẫn ở giọng đô trưởng. Chúng ta sẽ tập đánh giai điệu trước, đánh giai điệu trước thì tí chúng ta đệm hát thì chúng ta lấy luôn cái giai điệu đó chúng ta dạo nhạc, bởi vì cái bài này dạo nhạc thì người ta cũng hay dạo nhạc bằng cái giai điệu của nó nhé, giai điệu của đoạn điệp khúc ấy, thì chúng ta sẽ tập cái giai điệu trước. Bài này thực ra là tiết tấu của nó thì người ta hay đánh disco hoặc là cha cha cha, nhưng mà nếu mà ở đây trên piano đánh những cái tiết tấu thì nó không hay. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn đánh ở tiết tấu ballad. Ở tiết tấu ballad thì tôi sẽ hướng dẫn trên giọng đô trưởng nó dễ để chúng ta có thể chúng ta tập luyện được nhé. Thì cái đầu tiên chúng ta sẽ tập cái kỹ thuật này. Bạn nào mà chưa biết giải tay trái thì chúng ta có thể comment bên dưới thì tôi sẽ gửi link cho các bạn nhé. Còn cái này thì các clip livestream của tôi cũng có hướng dẫn kỹ rồi, thì hôm nay tôi chỉ hướng dẫn sơ lại cho các bạn biết là cái cách đánh tay trái của nó như sau này. Đấy, chúng ta biết cách nào chúng ta dùng cách đấy, còn nếu không biết thì chúng ta sẽ dùng cách của tôi nhé. Ví dụ đô trưởng này, đô khác chúng ta cũng như thế, chúng ta vừa đánh chúng ta vừa chép vào âm vào nhé. Ví dụ la này, la thứ gì, la mi si đô mi, la mi si đô mi, son thì đánh là son rê son la si, son rê son la si, chúng thấy chưa. Fa thì chúng ta sẽ đánh thành là fa đô fa son lá, fa đô fa son lá. Mi thứ 7 thì chúng ta sẽ đánh như sau này, mi si re mi son, mi si re mi son. Re thì chúng ta sẽ đánh là re là re mi fa, re là re mi fa đó, thấy chưa. Rồi tiếp theo tạm tạm thời chúng ta dùng những hợp như thế nhé, để tôi lấy cái lời của nó đã. Đấy, chúng ta tập mà những hợp âm như thế thì bây giờ chúng ta sẽ học cái giai điệu của nó nhé. Những cái kỹ thuật này chúng ta có thể ghép vào rất là nhiều bài các bạn nhé. Chúng ta sẽ tập câu đầu tiên nhé. Trên những nẻo đường tôi có xinh tươi. Cái bài này thì cái đoạn đầu của nó thì đánh cả về kiểu lá thứ cơ. Đấy, nó lại kiểu giọng song song thì chúng ta hay bị nhầm lẫn ở chỗ này nhé. Là đô mi la 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 son
son mì, son son mì xanh tươi đấy, nó luyến xanh tươi đấy. La la đô mì, la 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 son la son son mì. Thấy à, một câu rồi đó, lại nhá. La la đô mì, la 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 son la son son mì. Đấy, chúng ta chép lại. Thì đoạn này chúng ta sẽ vào la thứ nhá. La thứ thì đánh như này, la mì si đô mì nhá. Chào bác Huy Trường nhá. Tiếp nhá. Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, cái lưới này, sắc hương rê mi lê nhá. Son 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 rê mi mi đô đô rê mi lê. Son son chúng ta chép vào thanh để tí nữa chúng ta còn đệm hát nhé. Son son re mi mi đô đô re mi re. Yeah. À. Son son re mi thì vào đô này. Son son re mi mi. À. Son son đánh như nào tôi vừa hướng dẫn trên đầu ấy nhá. Son son re mi. Đó, nó rất dễ, đúng không? Thank you.
nhỉ? Loài hoa ấy nhá. Sol la do, la do re, si mi mi, re son mi mi mi. Sol la do, la do re, si mi mi, re son mi mi mi. Hai ba đó. Một lần nữa này. Son la do, la do re, si mi mi hai, re son mi mi mi. Yeah, rồi. Son la do thế là có phát triển này. Son la do, la do. Đó. Đoạn này đánh mỗi thằng một đánh như này thôi này. Fa do, fa son, son, re son la. Đó. Đấy, nhá, mỗi thằng một nửa này. Đầu này đấy, chúng ta thấy không? Gần hết bài rồi nhá. Có hai cái giải, các bạn giải kiểu này cũng được nhé, hoặc là giải kiểu này cũng được nhé. Không, các bạn mới tập, các bạn hay thắc mắc là tôi dạy một kiểu, tôi đánh một kiểu, cái này là những cái này tôi dạy hết rồi nhé. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đó, nó đâu có đơn giản, nó đâu có khó đâu, nó đánh cứ đánh chậm chậm là được. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng nhé.
La son la, la si la, la si si son mi. Luyến mà. Ba này, son mi. Các bạn học cái này các bạn còn hát nó còn chuẩn được bài nhé. La son la, la son la, la si si son mi. Tâm hồn em tươi mát song như bóng la bàn. Các bạn yên tâm thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là giải mấy lần nhé. Và bây giờ các bạn cứ tập đúng như tôi bảo đã, còn tí nữa tôi sẽ hướng dẫn là đánh hoàn thiện bài. Bây giờ chúng ta chỉ tập từng đoạn một thôi nhé. Tí tôi hướng dẫn đánh nó làm sao nó ghép được vào bài. Chứ đừng tập vội, cứ đánh như tôi đã nhé. La son la vào phát trở này. Chúng ta sẽ không giải đâu, chúng ta dậm hai cái cho nó thay đổi đi tí nhá. Son 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 mi la mi son son re. Cái này chúng ta lấy làm intro luôn được nhá. Intro chúng ta sẽ lấy từ câu này này. Son 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 mi la mi la thứ này là do mi này, dậm luôn nhá. Son 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 mi la mi son son re. Giữ số này, đánh nó giữ luôn này, thấy không? Son 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 mi la mi son son re. Tiếp nhá. Mi 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 re son do mi mi la mi 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 re son. Đó.
các thứ nhỉ. Mi mi la la thì vào pha trưởng này. Tôi sẽ hướng dẫn làm intro nhé. Intro thì nó từ cái đoạn này, chúng ta sẽ cắt từ đoạn này nhé. Xong chúng ta làm như sau này. Chúng ta phải dậm một cái hợp âm chờ này là mi trưởng này, mi 7 này. Đấy, mi 7 chúng ta ấn xuống nhá. Mi si son re đấy. Chúng ta ấn xuống thì người ta mới hát được nhá. Để nó hút về la thứ mà, các bạn thấy chưa? Đấy. Ví dụ intro nhá. Đoạn này nó nghỉ dài hay ngắn là do chúng ta nhé.
Đấy, các bạn thấy chưa? Thế là xong phần giai điệu. Đó, để em hát thì tí tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách vào cái phần vào phần cái tấu của nó nha. Thì chúng ta sẽ sang cái môn điệu hát. Chúng ta sẽ sang cái phần chúng ta điệu hát nhá. Rồi, và cái phần điệu hát như sau này. Thì ở đây chúng ta một là chúng ta có thể đánh ballad nhá, hai là chúng ta có thể là chúng ta đánh disco hoặc cha cha. Disco tôi xin nói qua nó như thế này này. Một. Đó, bạn nào mà chưa biết đánh thì comment bên dưới tôi sẽ gửi link điệu này nhé, tôi có hướng dẫn rồi nhá. Đó. Đó. Hoặc là cha cha chẳng hạn. Đấy, ví dụ ví dụ đánh nhá, ví dụ ISO là hòa nhá. À, cho tí gì vợt lên hát cho máu. Nam, cho nên là tôi sẽ không hát ở cái giọng này. Cái bài này thì top ca là hát là vừa nhá. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái giọng khác tôi đánh. Nhưng nó cũng như thế thôi. Các bạn cứ lấy hợp, các bạn dịch sang như thế là được. Đánh luôn disco ngay từ đầu nhé, không cần phải đánh cha cha hoặc là đánh cha cha từ đầu cũng được. Trên những nẻo đường phố buôn xanh tươi, có những loài hoa thơm dịu dàng sẵn hương, có những loài hoa ấy bài ca ấy đẹp như em, người
lời hai tôi hát ở đây chừng như ánh đèn khuya màu đêm đấy thì chúng ta như thế, hoặc là chúng ta muốn kết thúc đấy thì chúng ta dạo nhạc luôn nhé. Các tiết tấu này tôi có hướng dẫn rồi. Các bạn nếu các bạn mà thắc mắc về cái vấn đề gì mà không biết hay là nó chúng ta không không hiểu hay không biết đánh cái tiết tấu nào thì chúng ta có thể bảo tôi. Comment bên dưới thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Một cái bài nếu mà chúng ta biết cách tập thì nó rất đơn giản đấy. Cái cách đánh nó như thế thì chúng ta chỉ cần luyện là mỗi hôm chúng ta luyện một tí. Đó, bài này các bạn thấy không, nó có mấy câu đâu, nó nhiều lời thôi, nhưng mà thực ra là để giai điệu nó chỉ có vài câu thôi, nên chúng ta chỉ cần tập đánh một tí là được. Đó, cần gì phải tập nhiều đâu. Đấy, bài này thì tôi hướng dẫn như thế là hết rồi nhá. Các bạn có gì không hiểu hay thắc mắc thì chúng ta gọi tôi. À, có một số bạn thì hỏi về cái vấn đề đặt bài nhé. Đặt bài thì nó phải tùy bài. Ví dụ như bài bình thường thì nó phí nó có 300.000 thôi, nhưng mà ví dụ nó phải tùy yêu cầu các bạn, yêu cầu này yêu cầu kia, nói chung là nó càng phức tạp thì phí nó càng đắt, bởi vì nó càng mất công nhá. Đấy, thì ví dụ đặt bài thì các bạn đặt trên Zalo, số điện thoại tôi trên Zalo ấy, thì có gì thì cứ inbox đi, tôi sẽ trả lời hết. Nếu đặt bài hạn các bạn yêu cầu bài hay như nào đó thì tôi sẽ gửi riêng bài cho các bạn chứ không phải phát trên đây. Các bạn nhớ đây là những clip miễn phí, còn những clip trả phí các bạn thì tôi sẽ gửi riêng cho các bạn nhé. Nên nhiều bạn cứ thắc mắc hỏi, còn về học đàn hay các thứ gì đấy, Zalo tôi đây thì các bạn cứ nhắn tin thì tôi sẽ trả lời. Kể cả về đàn hay là về mua đàn hay là tư vấn mua đàn hay tư vấn mới học thì tôi cũng sẽ trả lời cho các bạn cái đấy.